Xin cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái bài tập này. Đây là một cái chạc mà nó có 3 cái tay này. Đây 1 cái, 2 cái và đây 1 cái, 3 cái. Và nó có 3 cái lỗ này. Đó, thì hình này các bạn có thể có nhiều cách vẽ nha. Các bạn có thể vẽ cái mặt này nè, xong các bạn ép chút, xong các bạn cắt ngang này, đó, rồi vẽ cái thằng sau này. Hoặc là các bạn vẽ cái đế này trước ha. Đây các bạn làm như sau. Các bạn vô New nè, vô Matrix nè, lăn xuống, tìm cho tôi thằng Standard Millimeter.ivt nè. Ok, mở lên. Bây giờ tôi sẽ vẽ cái đế này trước các bạn. Cái đế giữa này nè, đó. Là tôi vẽ một cái hình chữ nhật, bề ngang là 28, rồi chiều cao là 36. Đây, vẽ hình chữ nhật. Vẽ hình chữ nhật nha các bạn. Đây, click vô ngay đây. Đó, bề ngang là 28. Bấm tab qua. Chiều cao là 36, enter. Thấy chưa? Sau đó các bạn finish cái kết này đi. Đó, các bạn add chút lên. Add chút lên cái bề dày này nè các bạn. Là 8 ly nè. Đó, add chút lên 8 ly. Các bạn cho 8 ly đây. Ok, đó, thấy chưa? Đó, ta được một cái đế như này. Tiếp theo mình sẽ đứng lên trên cái bề mặt này nè, bề mặt trên này nè, mình vẽ cái tiết diện này. Đây, các bạn rig 2D sketch lên trên mặt trên này. Đó, sau đó các bạn vẽ cho tôi cái tiết diện này. Đầu tiên là cái đường tròn ha. Đường tròn này R10 nè các bạn, là phi 20. Đây, các bạn click cho tôi lên vẽ đường tròn nè, circle nè, giống từ tâm này nè, giống lên. Lít. Nhập 20 vô, enter. Đó. Thấy chưa? À các bạn nó bị nhảy vậy nè. À, con chuột đó các bạn có thể đưa nó kéo qua, nắm vô cái tầm nó kéo qua. Đó. À, tiếp theo các bạn sẽ ghi kích thước nè. Từ cái chân này cho đến cái đường tâm này là 24 nè các bạn thấy không? Đây, ghi kích thước nè, chọn vô dimension nè. Từ tâm này nè đến đường chân này nè. Đó là 24, enter. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ cái đường xiên này các bạn, là từ đầu mút bên đây vẽ xiên lên, từ đầu mút này vẽ xiên lên, rồi lên vẽ đường thẳng nè, đích vô ngay đầu mút này nè. Đó, đưa vô tiếp tiến các bạn, đưa vô chừng nào các zoom to lên nè, đưa chừng nào các bạn thấy cái biểu tượng tiếp tiến á, đó thấy không, đích tương tự vậy, từ góc này đưa vô đây tiếp tiến đích. Rồi mình chọn lệnh chim này các bạn, chim thằng này đi. Thấy chưa? Tiếp theo mình sẽ vẽ đường tròn này nha. Đường tròn này là phi 10 các bạn. Đây, đường tròn cùng tâm như này. Đường kính là 10, nhập 10 vô enter. Đó. Rồi các bạn vẽ cái đường nối ngang như này, từ điểm này qua đầu mút bên đây. Finish cái kết này đi các bạn. Add chút nó lên. Chọn vô đây. Hiện giờ nó đang add chút ra phía ngoài như vậy là chưa đúng nè. Các bạn đảo chiều lại, bấm vô đây đảo chiều lại. Và cái bề dày, mình xem coi bề dày này bao nhiêu. Bề dày này nó cho là 7 ly nè các bạn ha. Đó, các bạn nhập số 7 vô đây. Ok. Đó. Rồi. Ở dưới đây á thì các bạn lấy đối xứng của cái này qua cái mặt phẳng đi qua tâm này nè. Đây. Tôi sẽ tạo cái mặt phẳng đi qua tâm này nha, bằng cách là tôi bấm vô cái plane nè. Tôi chọn thằng này các bạn, middle line between two parallel lines, bấm vô đây, chọn vô cái lít, chọn vô cái bề mặt trên nè, quay xuống dưới nè, chọn bề mặt dưới này nè, đó nó sẽ tạo ra cái mặt phẳng chuẩn mà là nằm giữa khối như này. Sau đó các bạn sẽ lấy mirror, các bạn chọn vô mirror nè, chọn vô cái khối này nè, đó. Sau đó các bạn chọn vô middle line nè, chọn vô cái mặt này nè, đó, nó sẽ lấy đối xứng qua, rồi các bạn ok, thấy chưa? Đấy giờ, đúng giờ, đúng rồi đó. Rồi, tiếp theo. Các bạn sẽ lọ vẽ cái bên đây, cái bên đây. Thì để tôi coi coi cái kích thước này như nào. Từ đây xuống đây là 12 này các bạn. Nha. Hồi nãy cái chiều dài này là 36. Để coi tôi coi cái này nó có phải ngay giữa không nha. 36. Mà cái bề dày này bao nhiêu? 6 là 30. À nó không ngay giữa nha các bạn. Nó hơi lệch lên phía trên nha. Các bạn nhìn tôi tính nè. Từ đây tới đây là 36 đúng không?
bề dày này là 6, là ta còn lại là 30. 30 là đoạn dưới đây với đoạn trên đây. Nếu vậy, nếu ngay giữa thì nó phải là 15, 15. Đúng không? Ở đây nó là 12 này các bạn, không ngay giữa nha. Thì như vậy thì các bạn làm như sao? Đây, các bạn bấm phím phải, ẩn cái mặt này đi, bỏ visibility này đi. Các bạn tạo cho tôi một cái mặt phẳng chuẩn khác nè, chọn vô offset form lane nè, click vô đây, kéo xuống nha, và các bạn nhập trừ 12, enter. Ok, đó, tức là tôi vẽ cái mặt phẳng chuẩn nó nằm ngay trên mặt này luôn nè. Đây, từ đây xuống đây 12 nè, thấy chưa? Sau đó tôi đứng trên mặt phẳng đó, tôi vẽ cái biên dạng này. Đây, tôi sẽ rít 2D CAD lên trên cái bề mặt phẳng chuẩn vừa mới tạo ra nè. Đó, thấy chưa? Rồi tiếp theo là tôi quay ngang cho dễ dễ nha, quay ngang đây đi. Đó. Rồi. Tiếp theo tôi sẽ vẽ một cái đường ha, đường này 20 nè. Đây. Lít. Ở đây các bạn có thể bấm phím F7 này đó. Rồi các bạn chọn line nè. Có chiếu cái đường này xuống. Đây, chiếu cái cạnh này xuống. Rồi xong chọn line nè. Bây giờ tôi không vẽ đường này nữa mà tôi vẽ đường này đi. Đường này là 20 nè các bạn. Vẽ đại một đường qua 20 nè. Đây, click đại đây. Kéo ngang qua, nhập 20 vô. Enter. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo thì mình sẽ đoạn này là 13 các bạn ha. Mình vẽ một đoạn xiên lên rồi vẽ ngang một đoạn 13. Đây các bạn cứ vẽ một đoạn xiên đại đi nè. Đó, rồi vẽ 13, đoạn này 13. Đó, tí nữa mình khống chế kích thước sao. Rồi một đoạn escape ra nè. Này nó hơi dài, mình nắm mình thụt lui vậy nè. Chọn line nè. Click đây. Vẽ đại một đoạn. Nó vẽ ngang qua tới đây. Rồi mình khống chế nè. Cái này là 20 luôn. Đó, thấy chưa? Rồi bây giờ mình coi coi cái kích thước này là cái này 13 có rồi đúng không? Đó, đoạn này 13. Đoạn này 20, vậy là cái từ đầu múc này tới đầu múc này nè là 7 chia 2 đúng không? 20 trừ 13 là còn 7 chia đôi ra. 7 chia đôi là 3.5. Đây. Từ đầu múc này nè các bạn đến cái đầu này theo phương thẳng đứng này nè là 3.5, enter. Đó. Rồi, từ cái đầu này đến đầu này là 20. Đó, nó tự rịch đều. Tiếp theo là khoảng cách này các bạn nha. Ở đây nó cho chưa ta? Từ đây vô đây nè. Ở đây vô đây nó cho bao nhiêu? Mình không thấy kích thước này ta. Ở đây là chắc nó chia đều á, nó không có kích thước, mà tôi nghĩ là nó sẽ hai khoảng khoảng hở bên đây nó đều nhau nè. Đó, mình cho nó đều đi. Thì mình sẽ tính kích thước nè. Ở đây là 28 các bạn. Ở đây là 20, đúng không? Thì dư ra 8 là mỗi bên là 4. Đây. Từ mép này nè lên trên mép trên đây nè. Đó, là 4. Thì nó sẽ đều ở giữa. Rồi. Tiếp theo nó có cái lỗ này các bạn, cái lỗ này. Thì mình vẽ luôn cái lỗ này luôn. Mình vẽ cái đường tròn, lỗ này là phi 10 các bạn nha. Đây, vẽ đường tròn. Giống từ tâm này kéo ngang qua lít đại phi 10 nè, nhập 10 vô nè, enter. Rồi, khống chế từ mép này lên đây là 20. Đây, ghi cái thước nè, từ tâm nè lên cái mép này nè. Đó là 20. Wow. Ở đây là phi 10 hả? Này đúng không? 30 hả? À. Kích thước này mình chưa có nè. Từ đây qua tới đây là 30 nè. Đó, ok. Rồi xong rồi đó, finish cái này đi các bạn. Vô adjust nè, chọn vô cái hình vừa mới vẽ nè. Đó, đảo hướng xuống phía dưới nè, đó, đảo chiều lại. Và bề dày này là 6 ly các bạn nha. Nhập 6 vô đây. Đó, ok. Đó, xong mình ẩn cái bề mặt này đi, bấm phím phải vô đây. Bỏ visibility này đi. Đó. Thấy chưa? Rồi kiểm tra cái còn gì nữa không? Rồi ok đó, còn cái lỗ này. Lỗ này hiện giờ người ta cho đang là lỗ ren nha các bạn. Nhưng mà trong cái phần inventor của tôi nó đang bị lỗi cái thằng ren này, cho nên tôi tạo một cái lỗ thường đây thôi.
Đây là M6 đúng không? Đó, thì tạo cái lỗ phi 6 nha. Cái từ đây lên đây là 7 đây. À, tôi có thể chọn vô cái thằng hole này nè. Đó. Tôi chọn liner lít trên bề mặt này. Sẽ tôi chọn vô cái mũi tên này, lít này. Khoảng cách từ đây xuống là, lên đây là 7. Rồi. Lít vào đây. Chọn qua này. Thằng này qua đây là 10 nha, ngay tâm là 10. Nhập 10 chưa? Đó. Rồi cái đường kính này là 6. À, lỗ này ruon ha. Ok. Đó các bạn thấy không? Rồi. À, kiểm tra cái còn gì nữa không? Ok đó. Bây giờ mình sẽ chọn cái góc này làm cái góc home. Bấm phím phải chọn set current view at home. Vô fit to view. Đó. Ok chưa? Yeah. Sau đó các bạn chọn cái vật liệu cho nó nè. Bấm vô mũi, bấm vô cái dấu cộng ở solid body nè. Chọn vô solid one nè, bấm phím phải vô property nè, bấm vô đây. Lăn chuột xuống tìm cho tôi cái thằng mentalist nè. Ok. Đó, bây giờ tôi khắc chữ lên trên đây, các bạn read 2 decade lên trên mặt này. Đó, chọn vô test nè. Click lên đây. Rồi các bạn gõ vô design. Design by Wavu. Oh. Ok. Đó. Escape ra. Nắm cái này đẩy qua. Nó còn tương đối. Nó còn tương đối là to nè. Các bạn bấm phím phải nha. Click chọn vô đây, bấm phím phải. Edit set nè. Quét nó. Cho này là 2 thôi. Ok. Đó, escape ra. Nắm cái chữ này điều chỉnh cho nó ngay khoảng giữa đẹp nè. Rồi finish nó đi các bạn. Sau đó các bạn dùng lên inbox nè. Chọn vô cái chữ nè. Chọn vô khắc chìm nè, chọn vô crop to face, chọn vô cái mặt này. Ok. Đó, nó khắc chìm xuống nè. Rồi tiếp theo các bạn sẽ tô chữ này màu đỏ, bấm phím phải vô inbox nè. Vô property nè. Bấm vô đây gặp chữ, gõ chữ R vô chọn red. Ok. Rồi bấm home nè. Đó. Như vậy là tôi vừa mới thực hiện hướng dẫn các bạn vẽ xong cái bài tập này. Nếu các bạn thấy cái clip của tôi hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy cho tôi một like. Các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón nhận các cái clip kế tiếp. Các bạn nhớ đặt chuông thông báo để đón nhận các cái clip mới nhất của tôi. À, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip sau.